ngại sao mà ngại, bình thường thôi mà, nó rất là bình thường, cảm nhận của mình thôi. Như anh đáng ra anh là người là ngại nhất, anh đến anh lại mà kiểu như là bắt cóc các em. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Tung Tăng TV đang ở cố đô Huế, và đến với Huế thì chúng ta có rất nhiều món ăn cũng như rất nhiều món ăn đặc sản để chúng ta có thể thưởng thức. Có thể là bún rồi là bánh canh rồi là bánh khoái, rất là nhiều món ăn, nhưng mà có một món ăn rất là thích hợp vào mùa hè, đó là món chè. Món chè ở Huế rất là nổi tiếng các bạn. Và cái vị trí mình đang đứng đây đó là cái trung tâm văn hóa thành phố Huế, là nơi có thể gọi là cái địa điểm tập trung của rất nhiều bạn trẻ khi mà thưởng thức món chè. Ở đây thì mình thấy ở phía bên góc này có một cái quán chè và tụ tập rất nhiều các bạn trẻ đến ăn. Và chúng ta cũng đi vào đi thử. Tung Tăng TV sẽ dẫn các bạn đi ăn nha, ăn thử xem như thế nào. Đây cái khung cảnh mọi người đang còn ăn này, đang rất là đông. Nhưng mà xin nhớ các bạn là khi chúng ta đi thì sẽ có một người bạn đồng hành nữa, đó là chiếc khẩu trang. Và cái nãy là mình chưa đeo, bây giờ mình đeo. Đấy. Rồi gỡ ra đi, lỡ đeo vào thôi. Thôi vào. Hello, xin chào. Đây mình chè có cái món loại như thế nào ấy? Anh ơi, ở đây mình có 20 món ấy, tất cả các món luôn, 20 loại. Chè 20 loại. Dạ, đặc sản Huế nó có chè bột lọc bọc theo quay. Là cái này đúng không? Dạ. Để cho anh xem nào. Đây, 20 loại chè thì có nghĩa là 20 cái chậu như thế này đúng không? To. Thơm lắm các bạn. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ thử gọi một cái loại chè trước, đó là chè bột lọc hai quay ra để ăn thử. Dạ. Rồi, cho một ít đây. Cái chè bột lọc hai quay này làm thế nào, chế biến thế nào đây? Nghe nói là khó chế biến lắm đúng không? Đây. Chúng ta hãy xem chị gái này làm món chè nào. Đấy, có 3 cục thôi đúng không? Mấy cục? Dạ, 1 lý 4 viên hả anh? Dạ. Là bao nhiêu tiền? Dạ, 15.000. Đấy. Có nhiều món ngon quá, bây giờ ăn cái gì cho nó hợp lý em? Anh ơi, đây có cái kiểu gì mình có thể thưởng thức được tất cả những cái chè không? Dạ có. Mình gọi một mâm chè nha. Dạ, mâm chè cho mâm chè ngon. Bao nhiêu tiền? Dạ, 80. 80 một mâm? Dạ. Bao nhiêu món ở đây? Dạ, 10 món. 10 món à? Dạ. 10 món đặc biệt có cái món. Theo như mình đoán thì ở đây sẽ có chè chuối này, đậu ván này, cái gì đây? Anh trai, cái món này món gì đây anh trai? Đậu xanh dừa. Xanh dừa đúng không? Rồi. Đậu này nhìn rất là hấp dẫn. Thôi đi đi, đi vào trong này đi, ngồi trong này cho nó vui đi. Có ai mà đi vừa ăn như mình không? Ngồi ngoài này đỡ phải đeo khẩu trang. Rồi ok, ngồi đây. Nếu mà nói về Huế thì có rất nhiều món ăn. Thực sự đó là một cái thủ phủ mà nếu các bạn đến đây ăn thì trong vòng 2 ngày các bạn thưởng thức thì tầm khoảng 500.000 đối với một người thôi nha. Thì hầu như chén được tất tần tật tất cả những món ăn của xứ Huế. Trường hợp với các bạn đi vào những cái nơi nó quá đắt thôi. Chứ còn mà nếu như ăn những cái món ven đường hoặc là những cái món mà người dân địa phương yêu thích ấy, thì tầm 500.000 2 ngày là các bạn hoàn toàn có thể thưởng thức được rất nhiều. Còn nữa, mùa hè thì chúng ta phải ăn chè đúng không ạ? Nếu chè ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta rất là nhiều, nhưng mà ở Huế là nổi danh luôn. Cái món mà mình đang ăn đây là món chè bột lọc khoai quay. 4 cục thôi, 15.000. Giòn giòn. Bên trong là thịt heo được rim. Nó có vị giống như là lạp xưởng các bạn, nó như là lạp xưởng luôn. Cái nước của nó thì vừa mát và vừa thơm. Bây giờ thì trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ nhìn xung quanh xem các bạn trẻ ăn rất là nhiều mà. Đấy, đông lắm, quán này rất là đông. Từ những bạn học sinh này, sinh viên cho đến là những bác bình dân hay là taxi, mà thậm chí là cả những khách du lịch cũng đến đây rất là đông nha. Bắt đầu đến cái thời điểm là 2:30 là người ta bán, là 14:30 chiều ấy. Đấy, rất là đông, nhiều bạn trẻ tại đây tâm sự với các bạn tí. Hello mấy em trai. Anh bên kênh YouTube Tung Tăng TV. Anh muốn hỏi là tại sao lại chọn cái quán chè này ăn đấy?
anh thanh niên đẹp trai? Đi chỗ này mát. Mát à? Em người ở đây, người ở đâu? Dạ em người ở Thuận An. Thuận An tức là người ở Huế đấy, dân địa phương ấy. Thì tại sao cái quán này rất là đông mà những quán khác này lại không được đông như quán này? Chỗ này ngon. Ngon à? Thì đúng rồi, quán ngon sẽ được chọn nhiều. Anh mới thử một món ăn đó là chè bột đỏ quay quay. Nó rất là đặc trưng, mọi người cũng đã thưởng thức rồi. Nó bên trong là nhân thịt heo nha, chè nhưng ăn thịt heo, bên trong là thịt heo. Nó khá là kiểu ngọt ngọt nha, giòn giòn, như lập xưởng ấy. Đứng lên, cười lên xem nào. Đấy, những thanh niên ở đấy rất là đẹp trai mà hơi ngại tí. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Bây giờ khách du lịch vào đông lắm. Đây, hay qua các bạn nữ này hỏi xem. Đấy, các bạn nữ này là thường thường là xin chào. Các bạn ơi, mình bên kênh YouTube Tùng Tăng TV, mình đang còn trải nghiệm một số cái sản phẩm cũng như là những cái đặc sản của Huế. Thì Huế thì chè thì quán này ngon đúng không các bạn? Vâng ạ. Anh thấy là rất là đông. Còn món gì ngon nữa không? Đây quán chè thì chè ngon thôi chứ. Người Đà Nẵng hả em? Dạ đúng rồi. Ở Đà Nẵng à? Anh em ở Đà Nẵng hết à? Hay sao? Đà Nẵng chạy ở đây 100 cây. Rồi các bạn ơi, ở đây có rất nhiều bạn trẻ rất là dễ thương, các bạn đi du lịch thì hình như ở Đà Nẵng ra và ra đến Huế là thưởng thức món chè ở tại quán Ngọc Huyền này. Hiện nay thì mình đang còn chờ đợi một cái mâm chè thì đúng hơn. Mâm chè nếu như anh ăn không hết thì anh mời các bạn qua ăn cùng được không? Được không? Qua thưởng thức chung cùng luôn nhé. Qua tức là mình thưởng thức và nói lên cảm nhận thôi nhé. Được rồi, ok. Cảm ơn các bạn, tí nữa mình sẽ qua mời. Bây giờ mình qua đây đợi. Đấy, các bạn thấy chưa, vào một quán chè nhưng mà chúng ta gặp được rất là nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Wow, cái mâm chè của chúng ta đi ra đây rồi. Bao nhiêu tiền đây? 30. Nếu lỡ không có tiền cho nợ được không? Có. Thấy chưa, dễ thương chưa? Đấy. À, giới thiệu sơ cho một tí những cái món ở đây đi. Ở đây là chè hạt sen. Chè hạt sen Huế này, đây chè bưởi, chè chuối, chè trái cây, một lọc bọc dừa. Đây là chè xứ nước, chè đồ vạn Huế luôn. Chè bắp là ở Côn, Côn Huế. Đây chè là xin dừa, chè đậu chè khoai tía. À, chè khoai tía. Chị ơi, có thể cho em mượn một cái tô hay cái gì đó không? Tí nữa em thử hết toàn bộ xong em mượn một cái tô để em trộn lại xem ăn có được không? Dạ, được. Có sao không? Anh ăn cũng món đây đấy, món đây. À rồi. Ok, sẽ mời một bạn nữ chúng ta vừa gặp qua đây ngồi thưởng thức để xem như thế nào. Bây giờ mình lại qua mời tiếp. Lúc nãy anh có mời rồi thì mời một bạn nữ nào qua cùng thưởng thức với anh. Mâm chè có sẵn rồi. Qua mời một bạn đi. Cứ mạnh dạn lên không sao đâu. Qua review thử đi. Không, đi qua ăn thử với mấy thìa thử thôi. Nhá. Nhá. Được không? Chắc là muốn đồng ý rồi nhưng mà hơi ngại các bạn đúng không? Thôi qua cầm cái thìa múc một tí thôi. À, thóc dài nhất nhỉ. Đi nhá. Rồi cho anh cầm tay. Mời em. Nhá. Các bạn đã ủng hộ rồi, mình không có gì mà phải ấy. Nhá. Bởi vì nếu như mà theo cảm nhận cá nhân của anh thì mọi người nói sẽ không là đúng. Nhưng mà sẽ có một cái ý kiến của một người thưởng thức chè ở đây. Đi qua. Đi, ok. Hoặc là đây là một đôi bạn đúng không? Đúng rồi. À, thế thì mời cả đôi đi đúng không? Mạnh mẽ lên. Mời cầm tay bạn trai cái nào. Đi đi đi. Đi qua ăn thử đi. Hả? Mạnh mẽ lên không sao, bạn trai cho phép rồi mà. Ok nhá. Mạnh mẽ lên, người Đà Nẵng. Ok. Ừ. Không qua thử đi, thử một tí đi. Vì bạn này là hiện tại đang bịt mặt, đang sợ. Nhá. Rồi, ok cô gái. Một bạn nữ qua, hai anh em ngồi nói chuyện để xem cái món chè ở đây xem như nào. Ok chưa? Nhất trí được kìa, cười kìa, có sao đâu đúng không? Nhá. Không 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 ấy, tức là em không dám đúng không? Bạn nữ chắc dám. Tại sao không dám? Ngại sao mà ngại, bình thường thôi mà. Nó rất là bình thường, cảm nhận của mình thôi. Nhưng anh đáng ra anh là người là ngại nhất. Anh đến anh lại mà kiểu như là bắt cóc các em, là gọi là mời các em cho bằng được. Như thế thì mình cũng ngại nhau một tí để mình qua đúng không? Nhá. Nhá. Thôi con nghĩ vậy rồi đi.
Được không? Đồng ý đi mà. Không có ai làm gì cả, chỉ có cầm thìa lên và thưởng thức để cho những cảm nhận để khán giả người ta biết là có ngon hay không thôi nhá. Thế là em qua rồi anh sẽ hỏi và em trả lời thôi. Em nói thế là chị anh ắt cái mình cắt em qua. Ơ? Thế là tên đoạn đường em đây là anh ắt cái mình. Không, hai anh em mình đi qua luôn có sao đâu. Thế là đúng rồi ạ. Anh đi qua trước rồi ạ. Thôi em qua nhá. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Thực ra thì để thuyết phục được một cô gái cũng rất là khó các bạn. Tự nhiên một cái người rất là lạ cũng như là kiểu mạnh dạn như mình đến để mà thuyết phục một cô gái đến ăn chè cùng. Trong khi đó cô ấy đang đi với một bạn nam. Thì mình nghĩ để thuyết phục được bạn trai mà cho cô gái đấy đến ăn cùng mình thì là cả một vấn đề. Nhưng mà đến bây giờ thì có lẽ cô gái đấy đã mạnh dạn và đi đến với chúng ta. Đấy. Rồi, chưa? Em cứ mạnh dạn đâu có gì đâu, đúng không? Rồi, xin chào mọi người, bây giờ là em tên gì nhỉ? Dạ, em Tuấn. Em Tuấn à, đúng không? Anh cũng Tuấn. Bắt tay gái đúng không? Tuấn thì đẹp trai nhưng anh thì khác một tí, xấu đúng không? Còn em tên gì? Em tên Trang đúng không? Tuấn và Trang. Thì hai bạn là ra đây du lịch, là tức là mới ra luôn hay sao? Dạ em vào sớm. Ra sáng nay em là người Quảng Nam hay là sao? Dạ Quảng Nam đúng không? Còn em? Em cũng Quảng Nam nhưng mà em Quảng Nam. Thì hai bạn cũng là khách từ phương xa tới và chọn cái quán này để mà thưởng thức. Thì hôm nay mình gọi một cái gọi là mâm chè ra thì có lẽ phải nhờ hai bạn thưởng thức trước để biết xem như thế nào. Em thấy lần đầu đúng không? Thấy không có sợ không? Đẹp trai mình không sợ gì hết không? Em có thấy nhìn như thế này em liệu có ăn được không? Ớn đúng không? Lỡ ăn chè thì bây giờ mình ăn thử vẫn được đúng không? Ok, thử đi. Tuấn, Trang. Ok, anh cũng tên Tuấn cho nên là ở đây hai người tên Tuấn thì nó giống nhau một tí xíu cho nên là không có gì mà ngại hết. Rồi. Làm tí đá cho nó đỡ phải ngán đúng không? Rồi Trang thử cho anh xem mấy món thế này bởi vì anh nhìn là rất là ngon nhưng mà không biết là có ngon thực sự không. Tuấn thử đi Tuấn. Cái này bột lọc gì đây? Bột lọc bên trong là dừa. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, nam em 20. 20 hả? Chắc là bạn nữ này tầm 20 hay 19 gì đúng không? Dạ. Đấy. Rồi các bạn xem kỹ cách của bạn nữ ăn nha. Xem có đúng hay không. Rồi. Chuối này. Anh nhìn nguyên mâm này anh không biết ăn thế nào. Anh nghĩ là chắc phải nhờ một cái tô. Làm cái tô to xong rồi anh cho vào hết. Tại vì khi nãy tụi em ăn đây là có như đây thôi. Là tức là nãy tụi em ăn chè là đã ăn theo kiểu như thế này đúng không? Tức là mình có thể lựa chọn được tất cả. Là ăn theo chè cung đình lắm như đây đây. À chè cung đình. Chè trái cây là cũng đấy. À chè trái cây sẽ có những cái như thế này và thêm tí dừa nữa. Rồi ok, còn đây là chè bột lọc hoa quay này. Cái này là riêng này, cái này bỏ vào là tăng tiền lên này. Đấy, em ăn cái này chưa? Ăn thử nhá. Anh gọi một ly nha. Thôi được. Ăn thử. Để dùng. Để xem Trang ăn Trang cảm nhận thế nào. Em không thích ăn. Hả? Em không thích ăn kiểu ngoài. Kiểu ngoài cái nào? Gọi là đơn giản đúng không? Một loại hay là sao? Dạ. Có nghĩa em là thích ăn. Ăn trái cây là thích ăn hơn. Thế thì mình bắt Tuấn nó ăn rồi. Cái gì mình không thích thì có lẽ mình phải nhờ người bạn trai của mình giúp đỡ. Người bạn trai thì có lẽ sẽ hỗ trợ những cái việc mà nó nặng nề hay là những cái việc gì mà người phụ nữ cảm thấy khó khăn thì mình sẽ giúp đúng không? Làm bạn trai nào thế em ạ? Ngày xưa anh cũng vậy thôi, cái gì khó sẽ nhờ. Đấy. Sao em? Trái cây giòn không? Là khi nãy em ăn rồi em thấy cũng được. Thấy nó ngon hơn chè Đà Nẵng. Thế là chè ở em là không có trái cây là... Không có trái cây. Đây là trái cây nha bạn. Tên là trái cây mà không có trái cây. Trái cây khô đúng không? Tên là trái cây nhưng không phải là trái cây khô. Còn ở đây thì chúng ta thấy là trái cây toàn trái cây tươi hết. Xoài này, thanh long này. Ở đây là cái gì giống seri đúng không? Ở đấy. Và nhìn rất là bắt mắt. Còn em ăn thử đi. Bạn gái làm rồi đấy. Mạnh mẽ lên anh cầm kính cho. Đấy hầm tí đây đeo kính vào ăn cho nó chất. Đấy. Đẹp trai nhưng mà nhát. Mình ngày xưa khá xấu nhưng mà mình được cái là dạn. Cho nên là không có sợ gì hết. Được không? Thế nào Tuấn?
Ngon hả? Thì ăn rồi biết rồi đúng không? Còn anh thì có lẽ mình sẽ thưởng thức một tí, bởi vì cái mà chúng ta đến với Huế thì có lẽ cái món mà mình cần ăn nhất đó là món chè bột lọc hay quay. Không phải ai cũng ăn được đâu, bởi vì nó cũng khó ăn đấy, đúng không? Còn chè trái cây này thì ai ăn cũng được. Thế anh thử một tí. Rồi, thơm. Rất là cảm ơn hai bạn nha. Nhớ về theo dõi kênh Trung Tâm TV nha. Vào đấy đôi khi lại gặp những người mình yêu thương chẳng hạn, đúng không? Nha. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúc hai bạn là đi chơi vui vẻ nha. Thôi, ok, cảm ơn. Bây giờ em biết là anh sẽ ăn thế nào không? Anh sẽ xin một cái tô. Xong sau đó là anh trộn lại hết. Cái là chậu nhưng mà cái này là ăn riêng. À, cái này ăn riêng đúng không? Cái này. Cái này trái cây là mình bỏ riêng ra đúng không? Đấy, và sau đó mình trộn cái này ra hết thì nó giống với chè thập cẩm. Thế là khi nãy là em nghe gọi chè cung đình là em thấy ăn mấy cái này. Chè cung đình là người ta sẽ bỏ hết toàn bộ vào. Thế là hồi nãy cái lady kia em ăn là em thấy đúng không? À thế à? Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúc em vui vẻ nha. À, chị ơi, cho ăn xin cái tô đi. Các bạn ấy có lẽ để thưởng thức mà theo kiểu đúng chè thập cẩm ấy. Mình nghĩ là chè thập cẩm là đúng hơn, là tất tần tật những thứ mà có ở trên bàn mình sẽ trộn lại với nhau và để xem cái hương vị nó như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ ăn miếng sen, bởi vì sen ở Huế thì nó như là một cái đặc trưng rồi. Rất đẹp. Những cô gái mà chụp hình cùng với sen mặc áo dài Huế nữa thì ngọt. À, hạt sen mềm. Thử miếng chuối. Đây chuối đây các bạn. Chuối thơm. Mùi thơm lắm. Thơm giòn. Đúng rồi. Con ở đâu? Dạ con ở Đà Nẵng. Đà Nẵng ra đây à? Đi với ba mẹ đúng không? Xin chú quay cho con với. Đấy, hai chào chị. Sao? Chú đang lên YouTube. Con qua ăn không? Con ăn không? Có dám ăn không? Hai cô bé nhìn thấy rất là lạ cho nên là đến đây nghe răng sún. À, mình sẽ xin một cái tô. À, chị ơi em xin cái tô cái. Em ơi quay cận cái mâm này. Cái tô á, cái tô to. Có ly to không? Có ly không? Cái ly hay cái cốc ấy. Đúng rồi. Ơi, cảm ơn em. Thực ra thì mình vào quán chè để mà mình xin một cái tô, kiểu giống như đi vào quán phở mà anh ơi cho em một kiểu ít chè hoặc là này kia thì người ta cũng không có, đúng không ạ? Thì bây giờ là chủ quán đưa cho mình cái ly, thì ly cái ly hay cái cốc ấy thì mình cũng thôi thử thôi. Đầu tiên cho đá này, cho đá vào trước. Đấy, sau đó sẽ múc từng loại chè cho vào và ăn thử nha, xem cái hương vị chè thập cẩm nó như thế nào. Mình không biết có đúng hay không nhưng mà ăn thử mà. Sau lưng mình mọi người rất là đông các bạn, nhưng mà không sao, chúng ta ngồi ăn thế này là hoành tráng lắm ấy. Rồi, cái này là môn này, quay môn này. À kênh Tung Tăng TV nhá. TV tên dễ thương không? À, dễ thương không? Rồi, các bạn nhỏ đến hỏi thấy tò mò. Đây, một tí độ ván à, độ ván này đúng hơn. Rồi, bột lọc, dừa. Đấy, tí bột lọc nha. Rồi, tí đậu này, cái này là bột lọc dừa. Trời ơi. Bây giờ là món chè thập cẩm. Không biết là hương vị nó như thế nào khi mà trộn lẫn các thứ lại vào, mình không biết là nó có đúng hay không. Rồi ok, xin mời các quý vị và các bạn cùng thưởng thức cùng với mình. Đây. Vẫn ngon. Mình cứ nghĩ trộn lại lung thì nó sẽ không ra cái gì, nhưng mà ngon. Ăn ở miếng môn. Ừ.
mình đã thưởng thức được gọi là một một mâm chè ở Huế, và cũng đã mời được bạn nữ cùng với bạn nam qua ăn thử. Thì thực sự đến với quán này rất là ngon. Nó nằm ngay ở rạp hát, chỗ cái này là trung tâm văn hóa của thành phố Huế các bạn, và vào đây rất là đông, từ 14:30 chiều là bắt đầu quán bán rồi. Thì có lẽ chúng ta đến Huế thì nên đến thưởng thức cái món ăn này. Và bây giờ thì xin mời các bạn, mình sẽ thưởng thức. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Nhiều hơn. Và giá hái mới khổ. Gấp đôi đấy ạ. Đây là dưới cố. Rồi, mình ra đây.